Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và quý vị cũng có thể nghe live trên hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu tuần ngày thứ hai, ngày 26 tháng 2, 2018, và thời tiết tại thủ đô Washington sáng ngày hôm nay, bầu trời đang có những cái áng mây rải rác, những cái ánh nắng rất là nhẹ của buổi sớm mai. Nhiệt độ hiện tại tuyệt vời cho sáng sớm vì hiện nay nhiệt độ đang là 51 độ và đang có gió Tây Bắc thổi nhẹ. Và dần vào buổi trưa thì ngày hôm nay những cái ánh nắng cũng rất là nhẹ nhàng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay 54 độ, buổi tối xuống thấp 37 độ. Nhưng mà dự đoán thời tiết cho ngày mai thì bầu trời lại nắng, trong sáng hơn, nhiệt độ cao hơn ngày hôm nay nhưng vẫn hơi se lạnh, 58 cho tới 60 độ. Và ở cái nhiệt độ này thì có thể nói là một cái nhiệt độ tuyệt vời cho những ngày cuối của tháng 2. Rồi tối ngày mai nhiệt độ xuống thấp 41 độ. Những ngày còn lại trong tuần hiện nay đang được dự đoán. Ngày thứ tư bầu trời nắng xen lẫn với những áng mây âm u hơn, nhưng mà nhiệt độ cao hơn, 63 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ tư. Rồi tối ngày thứ tư một cái nhiệt độ rất là thú vị cho quý vị có một cái giấc ngủ rất là ngon. Nhiệt độ gần 50 độ. Những ngày còn lại trong tuần thứ năm, thứ sáu hoàn toàn thay đổi. Bầu trời mây âm u và có mưa rải rác trong ngày. Nhiệt độ của hai ngày thứ năm, thứ sáu đều trên 50 độ. Hai ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật nắng trong sáng hơn, nhưng mà nhiệt độ cao nhất cho những ngày cuối tuần chỉ cũng ở khoảng từ 50 độ mà thôi. Tất cả quý vị thính giả của NVR đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia lắng nghe làn sóng của NVR. Quý vị lái xe cẩn thận, đến sở làm đúng giờ. Và tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR một ngày đầu tuần thật vui, bình an và có nhiều may mắn. Và thưa quý vị, những tin tức nóng bỏng trong ngày đầu tuần mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trong ngày thứ hai, đó là Trung Quốc đã mở một con đường mới, có phải là mở đường để cho ông Tập Cận Bình nắm quyền nhiều hơn hai nhiệm kỳ hay không? Và một sự kiện đang làm cho Trung Đông và Mỹ cũng dấy lên rất là nhiều tranh cãi và có thể có những hậu quả như thế nào, chúng ta phải chờ đợi. Đó là Mỹ đã lên tiếng dời tòa đại sứ đến Jerusalem trong tháng 5 2018 năm nay sớm hơn. Và cuộc chiến hoa hồng ngay tại Olympic mùa đông vừa mới kết thúc, Ivanka Trump và Kim Jong-un như thế nào? Hiệp hội súng NRA bị tẩy chay đồng loạt. Có phải là nước Mỹ đang bị chia rẽ về luật kiểm soát súng hay không? Một sự kiện khác nữa thưa quý vị, Đảng Dân Chủ vừa công bố ghi nhớ phản bác cáo buộc của bên Đảng Cộng Hòa có ảnh hưởng như thế nào và nói lên điều gì khi mà Tổng thống Donald Trump trước đây ông đã không cho công bố bản ghi nhớ này. Và cơ quan di trú Mỹ không còn được gọi Mỹ là một quốc gia của người nhập cư. Những đề tài này Lê Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến với tất cả quý vị thính giả sau những giây phút mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện nhẹ nhàng hơn trước khi mà Lê Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và xin mời quý vị bước vào câu chuyện buổi sáng của ngày thứ hai hôm nay. Olympics ended today with a spectacular ceremony and a possible diplomatic breakthrough. North Korea said it is willing to hold talks with the United States. More now from Ben Tracy in Pyeongchang, South Korea. There were fireworks all around the Olympic Stadium during the closing ceremony of the Games. But inside, it was a picture of peace. Athletes from both Koreas marched together, and North Korea's delegation was seated just behind Ivanka Trump. She is here representing the vâng, thưa quý vị, Thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang vừa mới kết thúc mỹ mãn. Có phải từ vấn đề thể thao đến ngoại giao hay không? Thế vận hội mùa đông lần 23 tại Pyeongchang, Hàn Quốc
kết thúc trong ngày Chủ nhật 25 tháng 2 2018. Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương, ghi dấu 2 tuần lễ tranh tài với nhiều sự kiện thể thao và ngoại giao đáng ghi nhớ, nhất là sự hiện diện của phái đoàn quan trọng của Bắc Triều Tiên và sự có mặt của Ivanka Trump trong những ngày cuối bế mạc của Thế vận hội mùa đông. Trước tiên, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị về thành tích thể thao. Hầu hết các huy chương vàng lọt vào tay của các tuyển thủ châu Âu, Na Uy và Đức dẫn đầu với 14 huy chương vàng, nhưng Na Uy đứng trước với huy chương bạc nhiều hơn. Hai nước Bắc Mỹ, Canada giành được 11 huy chương vô địch. Hoa Kỳ khiêm tốn trong lần này, đứng hạng thứ tư với lại 9 chiếc. Sau Hà Lan và Thụy Điển, thì nước chủ nhà Hàn Quốc hãnh diện với 17 huy chương đủ loại, trong đó có 5 huy chương vàng, đứng hàng thứ 7. Nhưng dẫn đầu các nước châu Á và hơn cả hai nước châu Âu khác là Thụy Sĩ và nước Pháp. Đội tuyển Pháp tạm hài lòng với thành tích ở Pyeongchang với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 đồng sau khi đã bị đánh mất ít nhất 6 huy chương trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Và phái đoàn của nước Nga, thưa quý vị, vì các vận động viên không dính doping, thành thử người ta gọi lần này là nước Nga sạch, giành được 2 huy chương vàng từ hạng nhất ở Sochi rơi xuống hạng thứ 13 ở Pyeongchang. Về phần hai quần cước châu Á, Nhật Bản với 4 chức vô địch đứng hạng thứ 11 sau nước Áo. Trung Quốc lần này khiêm tốn, đứng hạng 16 với 9 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng. Và thưa quý vị, lần này Thế vận hội mùa đông năm 2018 tại Pyeongchang đã nói lên điều gì? Thì một cái sự kiện đáng chú ý nhất vẫn là cái không khí yên bình trong suốt mùa đại hội thể thao quốc tế tại một bán đảo được mệnh danh là một lò thuốc súng. Đối với Hàn Quốc, nước chủ nhà đón tiếp Thế vận hội mùa đông đầu tiên, hài lòng là tâm trạng nổi trội nhất. Thế vận hòa bình như là Seoul gọi tên đã thành công tốt đẹp, không xảy ra một sự việc nào, không bị hốt hoảng lo sợ vì một hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên, Bình Nhưỡng. Và cuộc tranh tài thể thao quốc tế còn là một cơ hội để cho người dân Hàn Quốc vui chơi, thư giãn trong những tuần vừa qua. Bằng cớ là chúng ta đã thấy những lời lẽ rất là vui, đùa, cuồng nhiệt trên trang mạng Internet bình luận về những thành tích bất ngờ của một đội tuyển nữ quốc gia về bộ môn bi đá trên băng, giành được huy chương bạc vào sáng sớm của ngày Chủ nhật. Và đúng là trên khán đài thường thì khi mà quý vị, nếu mà quý vị nào theo dõi thì cũng không có đông người xem ngồi ngay trên khán đài, chứng tỏ là người dân Hàn Quốc cũng không mê lắm các môn thể thao mùa đông. Tuy nhiên, không nên lấy sự khác biệt tương đối của Thế vận hội mùa đông 2018 để mà so sánh với tinh thần dân tộc của người dân Nam Hàn được biểu dương trong Thế vận hội năm trước đó, từ hồi năm 1988, cũng tại Seoul. Vào thời điểm đó thì Thế vận hội Seoul là một dấu ấn chứng tỏ Hàn Quốc đã hội nhập vào chính trường của thế giới. Và 30 năm sau, người dân Hàn Quốc không thấy có gì phải chứng minh với lại quốc tế nữa. Thái độ hờ hững đối với Thế vận hội Pyeongchang cho chúng ta thấy điều gì? Đó là dấu hiệu chứng tỏ xã hội Hàn Quốc đã trưởng thành hay không. Và thưa quý vị, tiếp tục trong cái vấn đề mà ở Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, Lê Ngọc đã giới thiệu cho quý vị, có phải là đã xảy ra một cuộc chiến hoa hồng tại đây hay không giữa Ivanka Trump và Kim Jong-un, em gái của Kim Jong-un? Lê Ngọc sẽ mời quý vị đến với lại luật sư Duyên để cho chúng ta cùng nhau gọi là đưa ra những suy luận, những suy nghĩ như thế nào. Tiếp
theo Lệ Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Và đặc biệt thưa quý vị, văn phòng của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã bảo trợ chính cho những bản tin của Morning News của NVR. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên chuyên về vấn đề di trú trong những lĩnh vực như di trú, hình sự và tố tụng dân sự. Tất cả quý vị thính giả cần đến những dịch vụ này, xin quý vị hãy gọi cho luật sư Nguyễn Hoàng Duyên tại số điện thoại 408-528-7668, 408-528-7668. Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center, tòa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2018. Tìm hiểu những điểm căn bản về chương trình Medicare. Quý vị đã sẵn sàng hưu trí lúc 65 tuổi chưa? Nếu quý vị sẵn sàng nghỉ hưu, quý vị sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare phần A và B nguyên thủy và các chương trình Medicare khác khi quý vị đến tuổi 65. Nếu quý vị không có bảo hiểm do hãng sở bảo trợ, quý vị nên nghĩ đến việc ghi danh vào chương trình Medicare trong giai đoạn ghi danh ban đầu. 3 tháng trước tháng quý vị được tuổi 65, trong tháng sinh nhật của quý vị, hoặc 3 tháng sau đó. Hãy dự tính trước, nếu quý vị sắp sửa nghỉ hưu, quý vị sẽ có 63 ngày sau khi bảo hiểm của quý vị có qua hãng sở chấm dứt để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm Medicare mà không bị phạt. Nhưng tốt nhất là quý vị nên ghi danh trước khi nghỉ hưu để tránh bị một thời gian không có bảo hiểm. Hoặc nếu quý vị muốn thay đổi chương trình bảo hiểm Medicare của quý vị, thay đổi là một điều tốt. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. Quý vị nhớ xem lại nhu cầu y tế của mình, về những cuộc giải phẫu sắp phải thực hiện, những loại thuốc theo toa đang dùng, những mục tiêu mới trong việc giữ gìn sức khỏe, để quý vị có thể tìm được một chương trình bảo hiểm thích hợp nhất, đáp ứng cho nhu cầu của chính mình. Và quý vị có thể thay đổi chương trình bảo hiểm một lần trong năm trong giai đoạn ghi danh tự do. Giai đoạn này gồm có 7 tuần, chỉ bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 cho đến hết ngày 7 tháng 12. Cần tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Medicare và các chương trình dành riêng cho người già, xin quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 703-473-9326 để chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị tìm hiểu những điểm khác biệt giữa những chương trình Medicare và nhất là giới thiệu đến cho quý vị một chương trình phù hợp cho vấn đề tài chính và sức khỏe của chính quý vị. Gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 703-473-9326, 703-473-9326. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với lại Morning News của NVR trên làn sóng
WBIGFM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland và Virginia. Và Lê Ngọc đã có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên làn sóng của NVR. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, trong ngày hôm nay, ngày đầu tuần, ngày thứ hai, có quá nhiều sự kiện mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả trong những giây phút đầu tiên. Và trước tiên thì Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi đến một cái sự kiện mới mà Trung Quốc vừa mới đưa ra, thưa quý vị. Không biết đây có phải là cái trường hợp mà Trung Quốc mở đường để cho ông Tập Cận Bình nắm quyền nhiều hơn là hai nhiệm kỳ hay không? Luật sư Duyên nghĩ như thế nào về cái sự kiện này, thưa luật sư Duyên? Câu hỏi của Lê Ngọc là khi Trung Quốc họ dẹp bỏ cái trước khi trả lời Lê Ngọc đó, thì thưa quý thính giả là ngay bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc họ có một cái lệ, họ nói là cái người chủ tịch đảng đó, tức là cái ông tổng thống Tập, ông chủ tịch Tập Cận Bình bây giờ đó, người chủ tịch chỉ có hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, có nghĩa là 10 năm là phải thay đổi chủ tịch. Nhưng mà ngay bây giờ thì Tập Cận Bình đang vận động để cho bên phía bên Quốc hội của Trung Quốc, chúng ta biết Quốc hội Trung Quốc thì cũng là một cái cơ quan bù nhìn của đảng thôi, cho nên họ muốn dẹp bỏ cái việc mà hai nhiệm kỳ đó. Thành ra cái câu hỏi của Lê Ngọc là có phải là để dọn đường cho Tập Cận Bình làm tiếp tục làm trên 10 năm hay không, thì cái câu trả lời nó quá rõ, hỏi có nghĩa là có câu trả lời rồi. Chúng ta nên nhớ là từ cái thời mà Mao Trạch Đông với Đặng Tiểu Bình đó, thì sau Đặng Tiểu Bình cái tất cả các chủ tịch đều có 5 năm, có nghĩa có hai nhiệm kỳ 5 năm, có nghĩa là 10 năm tối đa. Nhưng mà khi Tập Cận Bình lên thì Tập Cận Bình là một cái người mà từ tuổi trẻ đã lớn lên trong lòng của Đảng Cộng sản rồi. Chính cha Tập Cận Bình là đảng viên Cộng sản cao cấp, rồi cũng bị đấu đá lẫn nhau, rồi bị tù đày, cho nên Tập Cận Bình là cái người hiểu rất rõ cái bản chất tàn sát lẫn nhau của cái Đảng Cộng sản. Cho nên chính Tập Cận Bình tuyên bố một câu nói rằng là người ta nói về chính trị thì người ta thấy những cái vinh quang, nhưng mà tôi nói về chính trị, khi tôi nghĩ tới chính trị, tôi nhìn thấy những cái trừng phạt, những trả thù và cái tù đày. Cho nên khi Tập Cận Bình mà leo lên cái bước thang quyền lực đó, lúc mà còn đang là ứng viên, đã có nhiều lần bị âm mưu ám sát, nhưng mà Tập Cận Bình sống sót qua những cái cuộc ám sát đó. Cho nên khi nắm được quyền trong tay, cái việc đầu tiên của Tập Cận Bình là gom tóm quyền lực, thanh toán kẻ thù. Chúng ta thấy là Bạc Hy Lai, rồi Từ Tài Hậu, những cái hay là Chu Vĩnh Khang, những cánh đó là bị diệt hết qua cái nhãn gọi là đã hổ diệt rùi đó. Thành ra nói là diệt tham nhũng nhưng mà không phải diệt đối phương, còn những người nào mà nằm ở trong cái vòng tay của trong cái tổ chức, cái phe cánh của Tập Cận Bình cũng vẫn tiếp tục là những cái tay tham nhũng y như vậy. Thì cái việc mà Tập Cận Bình, trong cái khoảng thời gian mà Tập Cận Bình lên, nó là nước Trung Quốc họ đã có một cái đà rồi, là nhờ cái chính sách mà mở cửa của Tập Cận Bình đó, Trung Quốc đang càng ngày càng mạnh lên, càng có những cái quyền lực mềm trên thế giới. Cho nên Tập Cận Bình bị rơi vào cái bệnh hoang tưởng của tất cả những cái người mà cho rằng chỉ có mình mới có thể thay đổi thế giới được thôi. Và Tập Cận Bình đã thi hành cái ý định của mình, mà biết rằng là nếu mà cái giới hạn 10 năm mà Tập Cận Bình mà xuống đó, thì những kẻ thù mà bị Tập Cận Bình trừng trị trong cái thời gian 10 năm đó, họ sẽ quật ngược lại. Thì Tập Cận Bình qua cái viễn kiến của mình, khi nói về chính trị có nghĩa là nói về sự trả thù, nói về tù ngục đó, Tập Cận Bình muốn dẹp luôn cái việc đó. Cho nên vận động Quốc hội hiện giờ đang nằm, mình đang có quyền vận động để sửa hiến pháp, mà sửa hiến pháp như vậy thì Tập Cận Bình muốn chắc là mình sẽ làm chủ tịch cho tới khi nào mà mình nhắm mắt, như là Mao Trạch Đông, như là Đặng Tiểu Bình, chứ nhất định không có muốn là buông cái quyền lực đó ra để rồi trở thành cái đích điểm của những cuộc trả thù. Thành ra mới vừa nghe qua nói là Tập Cận Bình sẽ thành công trong cái việc mà sửa hiến pháp rồi làm chủ tịch lâu đời đó,
thì nhiều người nói chuyện với tôi nghĩ rằng là ô như vậy thì Trung Quốc nó sẽ càng ngày càng mạnh và dưới cái sự là lãnh đạo độc tài của Tập Cận Bình sẽ đáng ngại cho thế giới. Nhưng mà thực tế thì chúng ta không có thấy như vậy. Ngoài mặt đó thì có vẻ như là Trung Quốc đang mạnh lắm rồi, Tập Cận Bình đang mạnh lắm, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, về cái số đảng viên không đó, là 85 triệu, cái đảng lớn nhất trên thế giới bây giờ, 85 triệu đảng viên, 205 cái người trung ương đảng, 205 thành viên của trung ương đảng, và 25 cái bộ chính trị không là 25 người. Thì trong 25 người đó và trong 85 triệu đảng viên đó, nếu mà nói rằng là 100% mà ủng hộ hay là 80% mà ủng hộ Tập Cận Bình đó, là chúng ta lại bị hoang tưởng nữa. Trong chính trị không bao giờ có mà nguyên cả một cái bộ phận lớn như vậy mà ủng hộ một người. Cái chuyện đó không bao giờ có hết đó. Cho nên chúng ta biết rằng là khi mà Tập Cận Bình sửa hiến pháp, khi Tập Cận Bình mà lên mà cầm quyền theo cái kiểu này đó, thì ngoài mặt nghe thì rất là mạnh, nhưng mà trong trước hết về đối nội, trong nội bộ đó, nội trong cái đảng cộng sản lẫn nhau đó, họ cũng đã bắt đầu sẽ có những cái rạn nứt. Và cái thứ hai nữa là yes, 1 tỷ dân thì có 85 triệu đảng viên, nhưng mà 85 triệu đảng viên chỉ cũng khoảng 6% dân số thôi. Thì chúng ta biết là với cái thông tin hiện đại, với cái những cái phone di động, những cái smartphone vân vân đó, thì cái những cái thông tin nó cho dù là Trung Quốc có kèm kẹp thế nào đi nữa, cái cao trào dân chủ tự do của 94% còn lại càng lúc nó càng cao. Họ nhìn qua Đài Loan, họ nhìn qua Hồng Kông, thì họ mình biết rằng là đây là cái vận động này đó, nó không có tốt cho Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nghĩ rằng nó tốt hơn. Nó tốt là nó an toàn cho cái sinh mạng của Tập Cận Bình cho tới cái ngày ông chết thôi. Nhưng mà cái quyền lực của ông sẽ va chạm nhiều cái chống đối lắm. Và qua những cái chống đối này đó, rồi những cái cao trào dân chủ ở bên ngoài đó, nó khiến cho cái chính trị của Trung Quốc sẽ có xáo trộn. Nhưng mà bây giờ đó là đối nội. Bây giờ mình mới nhìn ra cái tình hình thế giới. Chúng ta biết là bất kỳ một cái nước nào mà muốn mạnh về kinh tế thì phải chinh phục phục được cái lòng tin của thế giới. Có nghĩa là đây là một cái cường quốc mà đáng cho chúng ta nương tựa. Thứ hai là cái cường quốc này mình giao đồng tiền cho họ mình phải yên tâm. Nga Xô, cái khối Xô Viết, cái Nga Xô đó là về quân sự họ mạnh kinh hoàng, cho tới bây giờ Nga vẫn mạnh về quân sự, kinh tế vẫn đứng lè tè sau Nam Hàn. Như vậy thì mình hiểu rằng cái giấc mơ của Đặng Tiểu Bình khi mà nói rằng là Trung Quốc phải phát triển, nhưng mà phải phát triển trong im lặng, thì bây giờ lọt vô tai Tập Cận Bình thì Tập Cận Bình lại đẩy ngược cái nước Trung Quốc vào cái thời mà hoang sơ của thời của Mao Trạch Đông đó, có nghĩa là muốn làm điên rồ gì cũng được. Thì chắc chắn rằng cái chuyện mà thế giới tin tưởng vào cái lối làm ăn của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nói là China first, thì bây giờ tôi là cái công ty, tôi muốn đến làm ăn với China, mà nó lỗ cho công ty tôi, nó không có an toàn. Theo cái kiểu giống như Việt Nam, mình đem tiền và bao nhiêu vào trong nước đầu tư đó cũng lọt vô tai của Đảng Cộng sản Việt Nam hết, thì không ai muốn làm ăn nữa. Thì cái tương tự như vậy, nếu mà Tập Cận Bình theo cái đà mà Tập Cận Bình đang làm bây giờ, mà lại còn làm hơn 10 năm nữa, thì về kinh tế, về cái sức mạnh mềm ở trên thế giới đó sẽ rất là phải dè chừng, là bởi vì lịch sử thế giới cho chúng ta thấy rằng là chỉ có những nền dân chủ tự do, khi mà người dân họ nói lên cái tiếng nói một cách mạnh mẽ đó, nó mới làm nên những cái phép lạ về kinh tế. Những phép lạ về kinh tế xảy ra ở Nhật, ở Nam Hàn, ở Hồng Kông hay là ở Israel, Do Thái. Do Thái là một cái nước mà nền dân chủ của họ cũng kinh hoàng, cũng rất là hay y như Nam Hàn vậy. Đó là những cái thí dụ cho chúng ta thấy rằng là những chế độ độc tài, yes, cái giới cầm quyền là cái giới mà họ có thể họ muốn ra lệnh sinh sát gì cũng được hết, nhưng mà chỉ có lợi cho chính họ, cho gia đình họ, nhưng mà cái quốc gia của họ không bao giờ ngoi lên được, làm ra những cái phép lạ về kinh tế hết. Cho nên thấy cái chuyện mà Tập Cận Bình làm, mình thấy là dĩ nhiên trong đầu của Tập Cận Bình cũng nên đã nói rồi đó, là nó tương tự như cái câu của Mỹ, đó là Make China Great Again, bằng cái cung cách độc tài Make China Great Again đó,
là Tập Cận Bình đã đẩy lùi China lại vào cái thời của Mao Trạch Đông, chứ không phải là mở cửa giống như cái thời của Tập Cận Bình để rồi vươn lên làm là cái một cái cường quốc lãnh đạo thế giới số 2 ngay sau Hoa Kỳ, còn đang đe dọa Hoa Kỳ để mà trở thành số 1 nữa. Những cái bước tiến trong bao nhiêu năm qua của những cái đời tổng thống của đời chủ tịch của China đó bây giờ đang bị đẩy lùi lại. Và cái quan sát của tôi thì tôi nói là chúng ta đang chứng kiến cái điều đó xảy ra ở China. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa quý vị và luật sư Duyên, những cái tin tại sao Lê Ngọc lại đưa ra cái đề tài này để mà hỏi luật sư Duyên thì thưa quý vị, đó là New York Times trong ngày hôm qua, ngày cuối tuần đã đưa ra là Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo đề xuất thay đổi hiến pháp, bỏ đi cái giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ với vị trí chủ tịch và phó chủ tịch nước đang được xem. Đó có thể là một cái hành động để mở đường cho Tập Cận Bình tiếp tục cầm quyền sau năm 2023. Và qua những nhận xét, những phân tích của luật sư Duyên thì hiện nay đang có những cái luồng gọi là trái chiều. Một bên là truyền thông và ngay cả nhà nước Trung Quốc thì hết lời ca ngợi cái hành động này. Và có rất là nhiều giới chính trị ngay tại Trung Quốc thì họ cho rằng đây là một cái quyết định rất là quan trọng để phục vụ cho sứ mệnh lịch sử trong cái kỷ nguyên mới của một chủ nghĩa xã hội rất là đặc sắc tại Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều người họ lên tiếng, họ phản đối, họ tranh cãi ngay trên những cái trang mạng xã hội của Trung Quốc. Họ nêu lên rằng nếu 2 nhiệm kỳ là không đủ thì có thể thêm nhiệm kỳ thứ 3, nhưng phải cần có một cái sự giới hạn, loại bỏ đi cái quy định này, đó là một cái điều không tốt. Nhưng mà qua sự kiện này thì thưa luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà quyền lực của ông Tập Cận Bình theo cái vấn đề này giờ đây có thể là không thể nào bị kiềm chế được, rồi Tập Cận Bình sẽ kiểm soát hoàn toàn cái quá trình hoạch định chính sách của Trung Quốc. Và khi nói đến cái điều này chúng ta phải nói đến vấn đề Biển Đông. Thì kể từ khi mà lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã thúc đẩy rất nhiều yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, rồi xúc tiến cái sáng kiến Vành Đai và Con Đường, tổ chức lại quân đội, rồi tiến hành chiến dịch chống tham nhũng và tăng cường cả an ninh nội địa của Trung Quốc. Thì những cái tham vọng này của ông Tập Cận Bình và đặc biệt về vấn đề Biển Đông đối với cái chính sách của nước Mỹ sẽ như thế nào thưa luật sư Duyên? Nếu mà nói về Biển Đông và chính sách của nước Mỹ, mình nói về Biển Đông trước, thì cái chuyện mà lúc Tập Cận Bình lên, tôi nhớ lúc đó nó xảy ra cái việc là Nga đang xâm chiếm Crimea. Thì khi mà tôi ngồi với lại một người xứ ngôn viên khác đó, thì anh có nói rằng là bây giờ là Trung Quốc sướng lắm, ngồi là tọa sơn quan hổ đấu, có nghĩa là mình ngồi dựa vào núi mà nhìn hai con hổ đấu nhau, là Nga với Mỹ mà đấu nhau, Nga với Mỹ là hai con hổ đấu nhau, thì chỉ nghĩa là Trung Quốc chỉ ngồi dựa vào núi mà ngắm thôi. Thì tôi nói không, nếu mà tôi là Tập Cận Bình, tôi không có nói cái chuyện mà ngồi yên đó mà tọa sơn quan hổ đấu trong lúc mà Mỹ đang bị gọi là bận rộn với phía bên Nga đó. Thì nếu mà tôi là Tập Cận Bình thì tôi nói là thừa nước đục thả câu, có nghĩa là tôi phải tấn công liền, tôi phải làm liền tôi phải thi hành liền cái chính sách của tôi ở Biển Đông. Thì tôi thật tình mà tôi chỉ quan sát và phân tích thôi, nhưng mà chỉ có khoảng chừng 1-2 tháng sau gì thôi là Trung Quốc đã đẩy cái giàn khoan hải yến vào trong Biển Đông liền tức khắc. Thì tôi nói với người bạn tôi nói tôi không phải là tôi rất tiếc là tôi đoán đúng, nhưng mà nó đã xảy ra. Thành ra thưa quý thính giả là chúng ta chỉ đặt cái đầu óc của chúng ta vào cái đầu óc của những cái tay đó, chúng ta biết là thế giới nó sẽ đi theo cái hướng nào. Dĩ nhiên mình không có nói là đoán mò 100%. Nó cũng tương tự như là mấy cái tay mà công tố về hình sự mà giỏi đó, họ nói là muốn tìm biết cái vụ án ra thế nào, mình cứ đưa cái đầu óc mình đặt vô cái đầu óc của cái tay mà sát nhân, cái tay giết người đó, những cái tay criminal, đó là mình sẽ phá giải được cái vụ án. Vậy thì bây giờ trở lại Biển Đông như thế nào, thì Tập Cận Bình sẽ tiếp tục những cái đà của mình, có nghĩa là
xây building, xây công sự ở trên mấy cái đảo đó để mà xác nhận quyền lợi. Đó là cái đầu của Tập Cận Bình. Nhưng mà Tập Cận Bình không có đặt cái đầu của mình vào trong cái đầu của những cái nước khác, trong đó có Anh, Pháp, Mỹ. Cái lộ đó đó, cái lộ một mặt thì Tập Cận Bình nói rằng là mở lại cái con đường tơ lụa, cái Silk Road. Nhưng mà mở lại con đường tơ lụa theo cái đầu của Tập Cận Bình, đó là Tập Cận Bình kiểm soát con đường tơ lụa đó. Trong khi Mỹ, Anh, Pháp, Đức, những cái nước tự do, cái hải lộ đó là cái hải lộ mà nó là chuyển hàng khoảng hơn phân nửa hàng hóa của thế giới đi qua cái hải lộ đó. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng là những cái phản ứng của các nước đó thì sẽ càng lúc càng rõ ràng. Và cái điều đó cho thấy rằng là tự Tập Cận Bình trong cái thời gian mà Mỹ lờ đi ở phương Đông đó, thì lẽ ra Tập Cận Bình hưởng được cái lợi đó để mà củng cố cái quyền lực mềm của mình. Ngay bây giờ khi mà Tập Cận Bình gọi là gồng cái muscle của mình lên, flex cái muscle của mình lên đó, sẽ đánh thức những cái nước, những cái cường quốc, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức vân vân, Nhật Bản cũng thế, và đồng thời là sẽ đánh thức những cái nước nhỏ chung quanh mà cho tới giờ phút này Trung Quốc vẫn chưa có kiểm soát được 100% đó. Thì cái đó nó sẽ có hại cho cái quyền lực mềm quốc tế của Trung Quốc. Và giữa cái cuộc mà đấu đá lẫn nhau đó, thì tôi không tin là đối đầu với những cái nước như là những cái hàng không mẫu hạm của Mỹ hay là máy bay của Mỹ đó, mà những cái vũ khí của Trung Quốc nó là sẵn sàng để mà đứng đầu. Tôi vẫn tin rằng là cho tới bây giờ phút này mình nghe máy bay của Mỹ hay là máy bay của tàu hay là hàng không mẫu hạm của tàu nó là bay rần rần chạy thì ngon lành lắm, nên là nhìn thấy như thế. Nhưng mà đụng vào chiến tranh đó thì cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc là một cái sức mạnh quân sự chưa từng được thử thách, chưa từng được chứng tỏ. Cho nên những cái việc mà khúm núm cúi đầu của bên Philippines Duterte đó, ngay bây giờ là Mỹ, sở dĩ cái chính sách của Mỹ bất chợt cho nên Duterte và Việt Nam mới bắt đầu phải khúm núm trở lại cái quỹ đạo của tàu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đánh thức con sư tử của Mỹ mà đánh thức vậy đó, thì lập tức những cái vành đai đó họ sẽ từ từ họ cũng chuyển trục, bởi vì chính trị họ sẽ thay đổi mỗi ngày. Cho nên đó là cái mình quan sát về cái thế ở Biển Đông. Vậy thì cái chính sách của Mỹ như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta rất khó đoán cái chính sách của Mỹ, là bởi vì tổng thống thì nói một đường, các tướng tá, các người mà tư lệnh trên chiến trường họ lại hành xử một cái kiểu khác. Lúc trước đây khi mà tổng thống Trump còn không biết là cái hạm đội của mình nên hiện giờ có mặt ở đâu ở trên biển trên thế giới nữa, nói tầm bậy rồi các ông tướng cũng phải là chỉnh lại. Thì ngay bây giờ nó đang xảy ra một cái việc là những người tướng tư lệnh ở các cái mặt trận Biển Đông đó thì họ cứ vẫn phải làm những cái tuần hành tương tự như vậy. Trong khi đó thì tổng thống, gia đình của tổng thống vẫn đang tiếp tục có những cái việc mà buôn bán làm ăn với Trung Quốc. Thành ra mình không có biết cái chính sách là rõ ràng là như thế nào. Nhưng mà cái mà tôi tin là những cái người tướng lãnh mà quân đội của họ đó là sống chết hàng ngày để bảo vệ nước Mỹ đó, thì cho dù rằng là Washington DC có đưa ra chính sách như thế nào đi nữa, thì chắc chắn rằng cái việc mà họ ráng nương theo cái chính sách đó nhưng mà vẫn bảo vệ cái quyền lợi của Mỹ, cái đó nó vẫn trên. Cho nên nếu mà giữa tin vào một cái người mà chỉ coi mình là quan trọng, lấy điểm cho mình, lấy của cải cho gia đình mình, với những người tướng và những cái người mà chiến sĩ họ hy sinh mạng sống của họ trên chiến trường đó, tôi có khuynh hướng tôi tin vào những cái người chiến sĩ hơn. Cho nên chính sách của Mỹ rõ ràng trên giấy trắng mực đen thì mình không biết rõ là tổng thống trong tương lai sẽ đưa ra chính sách gì. Cho tới giờ phút này, khi thì ca tụng Trung Quốc, khi thì ca tụng Tập Cận Bình, qua ngày hôm sau thì chửi ngược lại, giống như là trời mà chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu đó, thì cái đó mình không biết cái chính sách.
Nhưng mà cái cách mà bảo vệ cái quyền lực của Mỹ mà từ những tay tướng lãnh đạo mặt trận đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ thức dậy trước cái sự thay đổi chính trị của Trung Quốc, và nó làm cho cái việc mà Trung Quốc muốn lật đổ cái ngôi vị lãnh đạo của Hoa Kỳ đó trở nên khó khăn hơn. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, khi mà nói đến chính sách của Mỹ thì thưa quý vị, hiện nay Lê Ngọc đang thấy là những nhà hoạch định chính sách của Washington, của chính phủ của Tổng thống Donald Trump, vì ông cũng đã lên tiếng thưa luật sư Duyên là đang chuẩn bị những cái kế hoạch để áp thuế cho một số hàng nhập khẩu từ phía Trung Quốc, rồi hạn chế vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, đặc biệt là về vấn đề công nghệ. Và Tổng thống Trump, ông muốn là chi tiêu nhiều hơn cho quân đội Mỹ để duy trì một cái lợi thế của nước Mỹ so với lại quân đội của Trung Quốc. Thành thử nhiều người, người ta cũng đang nghĩ là liệu hiện nay với cái đường hướng mà đang muốn mở ra một con đường mới để cho ông Tập có thể gọi là giữ nắm quyền nhiều hơn là hai nhiệm kỳ, thì liệu điều này có thể khiến cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thêm có cái sự căng thẳng hay không, thì chắc chắn chúng ta cũng phải chờ thêm trong những cái thời gian sắp tới. Và Lê Ngọc xin phép luật sư Duyên để chuyển qua một cái đề tài khác, đó là vấn đề là Hoa Kỳ vừa mới loan báo trong ngày hôm cuối tuần là nước Mỹ sẽ khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Israel đặt tại Jerusalem vào tháng 5 của năm nay, dời đi từ Tel Aviv, trong một cái quyết định đảo ngược cái chính sách của nước Mỹ hàng chục năm qua. Và cái điều này chắc chắn sẽ gây ra một cái sự tranh cãi, hay là có thể nói là một cái sự không đồng tình cho những đồng minh của nước Mỹ, mà trước đây chúng ta cũng đã nghe những nước này họ cũng đã lên tiếng phản đối. Thì điều này có phải là cái tình hình Trung Đông sẽ nổi sóng, gọi là sẽ có nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ cảm thấy không được an tâm hơn, thưa luật sư Duy? Thực sự ra khi mà anh em chúng tôi, Lê Ngọc và chúng tôi trình bày cái việc mà Tổng thống Trump tuyên bố là Jerusalem là thủ đô của Do Thái, thì lúc đó chúng tôi đã phân tích chi tiết rồi, và mình đã dự đoán rằng là cái tình hình của Trung Đông sẽ càng lúc càng bạo loạn nhiều hơn, violence nhiều hơn. Và theo những cái quan sát và những nhà chuyên gia về tình hình Trung Đông đó, thì cái chuyện đó nó đang xảy ra nhiều cái cuộc xung đột trầm trọng hơn ở cái dải Gaza. Thì ra cái hỏi là tại sao mà chính quyền Trump lại làm những cái động thái mà gọi là xảy ra bất ngờ và rất nhanh như vậy đó, thì những cái người phân tích họ cho thấy rằng là cái tâm trạng của Tổng thống Trump nó là muốn đoạn tuyệt với Obama, muốn làm ngược với cái gì mà Tổng thống Obama làm. Nhưng mà thực sự ra cái chính sách mà giữ cho Jerusalem mà trung lập đó không phải là từ thời Obama. Từ bao nhiêu đời Tổng thống nối tiếp nhau đều muốn giữ Jerusalem là trung lập. Từ hồi mà lập quốc Do Thái đó thì cả Liên Hiệp Quốc cũng muốn giữ Jerusalem là một cái thành phố quốc tế trung lập. Thành ra không phải là đoạn tuyệt với Obama nữa, mà gọi là đoạn tuyệt với quá khứ, chỉ vì hai cái hướng. Một là muốn gắn bó với Israel, và một cái nước thứ hai lại là một cái nước Ả Rập, là Ả Rập Saudi. Chúng ta biết Ả Rập Saudi đó được lãnh đạo bởi cái khối Hồi giáo Sunni, mà Iran là được lãnh đạo bởi cái khối Hồi giáo Shia. Và trong nội tình của Hồi giáo đó thì Sunni và Shia đó họ còn ghét nhau hơn là giữa họ mà nói là ghét những cái người Thiên Chúa giáo nữa. Họ vì tranh giành quyền lực mà. Thành ra bây giờ từ trước tới bây giờ cái sở dĩ mà tình hình Trung Đông mà nó gọi là luôn luôn sôi bỏng mà nóng mà rồi khó mà có hòa bình đó, thì không phải chỉ vì Ả Rập với Do Thái không, mà là giữa hai cái khối Hồi giáo là Sunni với lại Shia nữa. Cho nên qua cái việc mà làm, qua cái động thái này đó, thì Tổng thống Trump đã cho thấy rằng là mình ngoài cái gắn bó với Israel, mình có gắn bó với Arab Saudi nữa, thì cái Iran và cái khối Shia ở bên Trung Đông chắc chắn họ sẽ tiếp tục họ làm những cái campaign, những cái vận động về quân sự mà chắc chắn sẽ gây nghĩa là nhiều bạo động và nhiều cái máu sẽ đổ hơn nữa ở cái khu vực Palestine với lại Israel. Cho nên
Bây giờ thì chúng ta đang thấy như thế, nhưng mà chắc chắn là Tổng thống Trump sẽ không có ngừng lại. Còn cái việc mà bạo loạn thì sẽ xảy ra bạo loạn nhiều. Nhưng mà ngay lúc mà anh em chúng tôi đang nói chuyện đó, thì đã có một cái nhóm Do Thái mà họ cực đoan đó. Họ nói rằng là họ sẵn sàng, họ chịu trả tiền chi phí để mà xây cái tòa đại sứ ở Jerusalem cho Mỹ. Cho nên kiếm tiền để mà xây cái bức tường thì bị chống rất nhiều, khó kiếm quá, chứ còn xây cái tòa đại sứ ở Jerusalem thì lại có người bỏ tiền ra rồi. Cho nên chắc chắn là cái chuyện đó nó xảy ra, và đồng thời cùng với cái chuyện xảy ra đó thì máu sẽ đổ nhiều hơn ở cái khu vực Palestine, Israel và ở Trung Đông. Trở lại với Liên Hợp. Dạ thưa vâng, cái quyết định của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta đã biết là đã gieo ra một cái mối bất hòa giữa Mỹ và Trung Đông, nhưng mà ngay cả với Liên minh châu Âu, thưa luật sư Duyên, về vấn đề là nỗ lực hòa bình ở ngay tại Trung Đông. Và trong cuối tuần, theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, đó là Heather Nauert, đã lên tiếng thì cho biết là nước Mỹ rất là hoan hỷ về cái bước đi rất là lịch sử này, và mong chờ ngày khai trương đại sứ quán vào tháng 5 của năm 2018. Và cái ngày khai trương, thưa quý vị, đó là ngày trùng với ngày kỷ niệm 70 năm lập quốc của Israel. Thành thử Palestine lại cũng lên tiếng ngay lập tức phản bác về cái quyết định mở đại sứ quán ở Jerusalem ở Mỹ, và cho rằng là ngay cả người dân Palestine là lên tiếng rằng là Mỹ đã vi phạm rất là nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nếu thật sự mở đại sứ quán tại Jerusalem thì cái luật pháp quốc tế như thế nào, thưa luật sư Di? Thực sự nếu mà nói về quốc tế thì cái luật pháp quốc tế mà liên quan tới vấn đề Israel Palestine thì như chúng ta biết bây giờ đó, thế giới này được cai trị bởi cái luật là luật của kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé. Liên Hiệp Quốc là đóng một cái vai trò trọng tài để mong là làm dịu cái cuộc xung đột thôi, chứ còn cái luật pháp quốc tế của Israel của Liên Hiệp Quốc đó không phải là một, tại vì Liên Hiệp Quốc có thể ra cái phán quyết, Liên Hiệp Quốc có thể ra luật, nhưng mà Liên Hiệp Quốc không có một cái lực lượng để mà enforce, để mà nghiêm khắc những cái quyết định của mình. Cho nên bây giờ thì là cả Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu cho rằng là cái quyết định của Tổng thống Trump là vi phạm công pháp quốc tế, vân vân. Mỹ làm là cứ làm, cũng giống như là Liên Hiệp Quốc lên án cái việc mà Nga xâm phạm cái nước Georgia nhiều năm về trước, hay là Nga xâm phạm Crimea, Nga làm là họ vẫn làm. Cái việc là trong cái quan hệ của cộng đồng thế giới đó, chúng ta có những cái cơ cấu mà những cơ cấu đó lại không có cái lực lượng quân sự của chính mình để mà enforce những cái lệnh của mình. Cho nên về cái vấn đề mà luật pháp thế giới thì không có quan trọng gì hết, chỉ biết rằng là khi mà Mỹ muốn làm, hay là Trung Quốc muốn làm, hay là Nga muốn làm, là họ cứ làm. Và qua những cái sự kiện như vậy, chúng ta mới thấy những cái đất nước nhỏ, gọi là những cái thân phận nhiều tiểu, như là Syria, Việt Nam, chúng ta đã thấy nhiều năm về trước rồi, mình tơi tả vì cái bàn cờ của thế giới. Thì bây giờ tại Syria mình cũng đang thấy là Syria tơi tả không còn gì hết, cũng chỉ vì những cái cường quốc họ ngồi trên bàn cờ, họ mua bán cái vận mệnh dân tộc Syria. Thì ở Trung Đông cũng như thế thôi. Cho nên không có tin vào cái luật pháp thế giới hiểu theo cái nghĩa là enforcement như vậy nữa. Chỉ có một điều là làm sao mà cái khu vực Trung Đông đó chừng nào mà cái tiếng nói của người dân mà gọi là áp đặt được vào trong những cái policy của họ thì hoặc may, nhưng mà cái viễn ảnh mà hòa bình cho Trung Đông đó sau cái quyết định của Tổng thống Trump nó càng ngày nó càng xa vời. Từ trước tới giờ chúng ta biết rằng cái hòa bình Trung Đông rất là xa vời, nhưng mà sau cái quyết định của Tổng thống Trump nó còn bị đẩy lùi xa hơn nữa. Trở lại với Lê Văn. Dạ vâng, từ cái hình ảnh mà hòa bình ở Trung Đông lại càng xa vời hơn, thì Lê Ngọc mời quý vị đến với lại Thế vận hội mùa đông Olympic năm 2018 Pyeongchang vừa mới được kết thúc, vừa mới được bế mạc trong ngày hôm qua.
thì truyền thông đã nói lên một cái gọi là một cái sự kiện, thưa luật sư, họ lại cho rằng có một cái cuộc chiến hoa hồng ngay tại Thế vận hội Olympic mùa đông 2018 giữa hai người đẹp, đó là Ivanka Trump và Kim Jo-young, em gái của Kim Jong-un. Thì sự việc này, thưa luật sư, Ivanka Trump được cho biết đến tham dự cái Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc không phải chỉ là để thật sự có một cái tinh thần ủng hộ cho vấn đề Thế vận hội, cho vấn đề thể thao, mà còn mang đến một cái sự việc liên quan đến vấn đề chính trị. Vì được biết là Ivanka đã gặp Tổng thống Nam Hàn và cô đã được chào đón bằng một cái tấm thảm đỏ khi mà cô bước xuống sân bay Incheon trong ngày 23 tháng 2. Và mặc dù là những viên chức Mỹ khẳng định là chuyến đi của Ivanka Trump sẽ chỉ tập trung vào vấn đề ủng hộ cho vấn đề thể thao, thì khi mà cô đến thì cô gặp ông Moon Jae-in, tổng thống của Nam Hàn. Và ngay trong cái bữa tiệc tối đó cùng với tổng thống Nam Hàn, thì Ivanka Trump cô đã đưa ra một cái thông điệp, mà cái thông điệp này cô đã nói lên là cô cảm ơn ông Moon Jae-in đã tiếp cô trong đêm nay, và chúng ta nên tái xác nhận cái lời cam kết về cái tình hữu nghị, rồi cái sự hợp tác, đối tác, và còn xác nhận cái lời cam kết về chiến dịch, đó là một cái chiến dịch tạo sức ép tối đa của nước Mỹ và của Nam Hàn để mà bảo đảm phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Thì qua cái sự việc này rồi chúng ta lại thấy được một cái hình ảnh nó khác, thưa luật sư Duyên, là Ivanka Trump sẵn sàng đứng lên vỗ tay ủng hộ, thật sự mang một cái tinh thần thể thao với những vận động viên của Bắc Triều Tiên, một cái hình ảnh hoàn toàn khác lạ với lại Phó Tổng thống Mike Pence. Thì điều này luật sư Duyên cảm nhận như thế nào? Thứ nhất, về cái sự hiện diện của Ivanka ở Nam Hàn đó, thì ngoài những cái agenda ngầm là gần như là như lần trước Lệ Ngọc với chúng tôi cũng có nói đó, là thực sự trong cái nhìn của Tổng thống Trump nhiều khi không có sâu như là những cái tay làm chính trị, chỉ là thấy là em gái của Kim Jong-un, tức là steal the show, thì cũng muốn Ivanka cũng xuất hiện, cũng đại diện nước Mỹ và hy vọng rằng sẽ steal the show. Thì cái chuyện đó nó đã không xảy ra. Cái đó là trong cái ý nghĩ bình thường của Tổng thống Trump, hay là gọi là muốn tranh hơi với Kim Jong-un, thì thôi mình dẹp cái đó qua một bên. Còn cái việc mà Ivanka qua được Tổng thống Nam Hàn tiếp đãi rất là trọng thể, và qua đó có một cái thông điệp nói rằng là Bắc Hàn cũng sẽ sẵn sàng muốn ngồi lại nói chuyện với Mỹ, thì cái đó cũng chỉ là xảy ra tức thời vào cái lúc mà Ivanka đến đó, và cái đánh tiếng qua lại giữa các cái giới chức ngoại giao, thì Tổng thống Moon Jae-in nói lên cái điều đó thôi. Nhưng mà nói rằng là cái thực tế là Bắc Hàn có ngồi xuống mà nói chuyện đàm phán với lại Mỹ hay không, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng còn xa vời, chắc chắn là nó cũng không có xảy ra trong vòng là vài tuần tới hay tháng tới, cái điều đó không có đâu. Còn về cái cung cách, cái cốt cách của Ivanka, thì tôi từ cái lúc mà Tổng thống Trump mà lên đắc cử bây giờ đó, cái nhìn của tôi vẫn thấy là Ivanka là một cái người thật sự, chính cô không có muốn làm chính trị, nhưng mà vì cái thế của gia đình như vậy thì cô phải xuất hiện thôi. Về kiến thức về chính trị, Ivanka đương nhiên từ nhỏ tới lớn không có tham gia vào cái sinh hoạt chính trị, thì kiến thức về chính trị cũng không coi như là không có. Ngay cả ông tổng thống cũng không có kiến thức về chính trị thì không có trách cái cô con gái. Nhưng mà cái hình ảnh dịu dàng, cái đẹp tự nhiên, cái cốt cách tự nhiên, nó tạo cho Ivanka một cái hình ảnh mà nó cũng tương tự như là một cái mấy người mà công chúa vợ của mấy hoàng tử bên Anh như vậy đó, là cái sự hiện diện của họ nó là có một cái hiệu quả về ngoại giao nào đó. Nhưng mà cái điều này là khi mà cái phái đoàn của Nam với Bắc Hàn mà họ walk ra đi dưới một màu cờ đó, Ivanka đứng lên và vỗ tay. Nhưng nếu mà chúng ta quan sát cái cốt cách của cái con người này ở ngoài công chúng đó,
là từ cái nụ cười, từ cái cách vỗ tay rồi này, nó rất là thoải mái, rất là tự nhiên, rất là tự tin. Thực sự Ivanka tạo nhiều cái ảnh hưởng hơn chính cái bà đệ nhất phu nhân là bà vợ của Tổng thống Trump bây giờ nữa. Khi mà Melania Trump mà xuất hiện trước công chúng đó thì có cái tính cách rất là sượng, rất là ngượng, nhưng mà Ivanka thì tự nhiên hơn, thoải mái hơn, và cái đó nó tạo cho người ta một cái cảm giác rất là tốt. Thì so sánh với Mike Pence á, chúng ta phải biết Mike Pence giống như là một cái hình sáp mà đặt ở trong những cái tình huống như vậy. Mike Pence tệ đến cái mức độ là không có nói lên được cái cốt cách của mình, không có nói lên được cá tính của mình, mà những điều Mike Pence làm đó cho thấy là Mike Pence hoàn toàn là một cái con rối, mà Tổng thống Trump mà giật thế nào là phải làm như thế đó, gần như là mất luôn cả cái nhân tính của con người nữa. Nội cái việc là trong cái lần mà đội banh Colt, Indiana Colt, mà đánh với lại đội 49ers ở California, đánh tại sân của Colt, thì Mike Pence đang có một cái công tác khác, mà nhà nước đã phải tốn khoảng $250,000 để cho Mike Pence bay tới giữ cái trận đấu đó, là chỉ vì là ngay lúc đó ai cũng biết là cầu thủ của 49ers họ sẽ đứng lên họ phản đối, thì Mike Pence cái nhiệm vụ duy nhất chỉ là đến đó dự lễ chào cờ xong walk ra để mà nói lên một cái tiếng nói là tôi chống đối cái chuyện đó thôi. Mike Pence đã làm cái điều đó mà khiến báo chí họ nhìn vô họ cười, họ nói là cần gì phải tốn tới 250,000 để mà làm một cái chuyện đó, muốn gọi là ra lệnh thì cứ nói theo cái kiểu tổng thống đó là they are son of a bitch cũng được, vậy tại sao phải tốn 250,000? Nhưng mà Mike Pence cứ làm và làm một cách máy móc, và như là kịch bản như thế nào làm như thế đó rồi về. Thì cái chuyện mà Mike Pence ở Nam Hàn cũng thế, kịch bản cấm là không có được đứng lên mà vỗ tay bắt hàng, kịch bản cấm cái này, kịch bản cấm cái nọ, là Mike Pence làm y hệt như vậy rồi bay về. Nó khác với chẳng hạn như McMaster, tướng McMaster mặc dù là dưới trướng của Tổng thống Trump, nhưng mà khi mà bên Robert Mueller vừa đưa ra 13 cái cáo trạng, mà 13 cho người ba cái trai oligarch ở Nga đó, là McMaster nói rằng là qua cái bản cáo trạng này thì cái việc mà xâm nhập của Nga gần như là không thể chối cãi được nữa, và vì vậy mà McMaster bị Tổng thống Trump chỉ trích. Nhưng mà khi mà người ta có khí phách, khi người ta có tư cách thì nó khác. Mike Pence thì hoàn toàn không có khí phách đó. Còn Ivanka Trump thì có lẽ là đây là cha ruột của mình, và nhất là phải nói là cái cốt cách của cô nữa. Cô không bao giờ mà cô nói chuyện mà gọi là cứ là dĩ nhiên con thì mình phải binh cha, cái đó là đương nhiên, là không ai trách được. Nhưng mà khi cô nói trong đó ít ra nó còn có cái common sense, có cái hợp lý, cái trí thông minh căn bản. Cho nên đứng dậy, yes, có vỗ tay, có ủng hộ cả Bắc Hàn, Nam Hàn, ai muốn nói gì nói, ông kính muốn làm gì thì làm. Cái kế tiếp nữa là khi mà đài NBC mà hỏi Ivanka, nói rằng là cô có tin rằng mình đưa cho súng thêm cho thầy giáo đó thì mấy em ở trường học đó an toàn hơn hay không? Là tại vì ngay bây giờ cha của cô và cái hội súng quốc gia cũng nói là nên đưa súng, giao súng cho mấy ông thầy giáo nè, thì học trò sẽ an toàn. Thì khi được hỏi thì Ivanka chỉ mỉm cười và nói rằng là thú thiệt, tôi cũng không biết cái điều đó, tôi không biết điều đó có đúng như vậy hay không. Tôi chỉ biết một điều là giao súng cho mấy cái người nào ở trường đó thì những cái người đó chắc là phải có cái là cái phẩm chất phải được huấn luyện kinh hoàng lắm mới được chứ không phải. Tức là mình nghe những cái chữ nghĩa từ cái miệng của Ivanka đó là chữ nghĩa mà của chúng ta vẫn nói, là cô rất là common sense, rất là hợp lý, và nói lên những điều mà chúng ta dùng cái common sense của chúng ta biết cái điều đó đúng. Nhìn Ivanka thì tôi thấy rằng là nó khác cái đám mà của cái đài Fox, mà bây giờ mà tôi nghe đài Fox á thì tôi nghe cũng giống như là tôi nghe báo Nhân Dân, Nhật Báo của Trung Quốc hay là một cái Toàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc vậy đó. Tức là nói một đài chiều theo Tập Cận Bình, nói một chiều theo đảng, nói ngu xuẩn cũng nói, thì đó là cái đài Fox. Ivanka tự nhiên trong giữa một cái đám mà gọi là lộn xộn như vậy, hay là giữa một cái vũng bùn như vậy, thì Ivanka đối với tôi thôi nở ra giống như là một cái đóa sen, cái đó là một cái ưu điểm. Còn cái việc mà
Ivanka đóng góp như thế nào về cái ngoại giao và cái chính trị của Mỹ thì tôi tin rằng sẽ rất là giới hạn. Tuy nhiên cái hình ảnh dịu mát của cô nó cũng đem lại một cái điểm positive, một cái điểm tốt nào đó cho những cái căng thẳng xảy ra giữa các phía. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc thấy những cái sự kiện này đó thưa luật sư Duyên, nó lại mang đến một cái điều rất là thú vị, một cái sự sôi nổi cho truyền thông. Và cái điều này lại làm cho cái Thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang của Nam Hàn lại tạo được một cái thành công, gọi là cả về vấn đề từ thể thao cho vấn đề ngoại giao. Khi mà trước cái chuyến đi của Ivanka Trump thì phải nói đến cái hình ảnh của em gái của lãnh đạo Kim Jong-un, Kim Jo-young, thì chính bà Kim Jo-young này cũng trở thành tâm điểm của truyền thông trước đây. Rồi khi mà Ivanka Trump đến thì lại tới Ivanka, vì truyền thông thưa quý vị họ đẩy mạnh những cái nội dung rồi tạo ra một cái sự sôi nổi so sánh giữa hình ảnh của hai người phụ nữ Ivanka Trump và Kim Jo-young. Rồi họ cho thấy được rõ ràng giữa hai người phụ nữ này trong vai trò thực tế, đó là đại sứ của Triều Tiên, đại sứ của nước Mỹ, ai sẽ là người thắng trong cái cuộc tấn công bằng cái sức quyến rũ thu hút tại Olympic. Có lẽ là người Mỹ của chúng ta thì lại cho rằng chắc chắn Ivanka Trump lại thắng. Nhưng còn ở Bắc Hàn và Nam Hàn thì họ suy nghĩ như thế nào? Cái màn đỏ sức này nó sẽ như thế nào? Thì có lẽ mỗi người chúng ta đều có những cái cảm nhận riêng qua cái sự phân tích của luật sư Duyên. Lê Ngọc cũng thấy và cũng khẳng định rõ ràng Ivanka Trump mang một cái dáng dấp rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Và đặc biệt trong đó cũng có một cái hình ảnh, một cái sức mạnh của nước Mỹ của chúng ta. Phải không thưa luật sư Duyên? Thì đó, tôi cũng đi theo cái dòng suy nghĩ của Lê Ngọc mà muốn chia sẻ là qua những cái sự việc mà xảy ra không phải là chỉ lần này thôi mà trên toàn thế giới đó, mình mới thấy rằng là khi mà God create đàn ông, God create men thì chỉ toàn là đưa vô những cái bản chất như là giết nhau, tranh quyền, cố tức là căng thẳng để mà thanh toán lẫn nhau. Nhưng mà có lẽ tại vì như vậy cho nên God biết rằng là mình cũng làm một cái mistake quá rồi, cho nên and then God created women, cái là chưa là, là thượng đế tạo ra phụ nữ. Chúng ta thấy rằng là trong bất kỳ một cái tình huống như thế nào đó, hình ảnh của những người phụ nữ như là bà Jackie Kennedy, Ivanka Trump hay là cái cô Kim Jo-young, nó cho thấy rằng là cái gọi là hung hăng của cái nam giới đó nó làm dịu cái tình hình. Cho nên cứ đổi đề tài một chút xíu thôi, có nghĩa là trong cái năm 2018 này chúng ta thấy cái vai trò của cái người phụ nữ càng lúc càng được nâng lên ở trên cái tình hình thế giới qua những cái vụ mà gọi là sexual harassment này vân vân. Thì tôi thấy rằng là một cái ngày nào mà cái thế lực của người của nữ giới đó mà ngang bằng hoặc là lấn cái nam giới đó, chắc có lẽ là cái thế giới sẽ hòa bình. Cho nên mỗi lần mà tôi nói chuyện với mấy người bạn tôi mà theo cái kiểu cổ lỗ sĩ của Việt Nam, nó cứ nói là ô người đàn bà vân vân không có qua ngọn cỏ, tôi nói đó là những cái suy nghĩ nó vô cùng stupid mà người ta vẫn còn tiếp tục. Thành ra qua những cái sự kiện này một lần nữa tôi ca ngợi cái giới của phụ nữ, và tự chúng tôi phải riêng tôi thôi là tôi nhận là cái xấu hổ của nam giới của chúng tôi đó là chỉ có làm cho cái thế giới này nó loạn hơn thôi. Nhưng cứ nhìn Tập Cận Bình thì biết liền tại chỗ thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và chuyển qua một cái đề tài khác đi thưa luật sư Duyên. Trong cái hình ảnh mà Ivanka Trump đến tham dự cái Thế vận hội để mà bế mạc cái lễ Thế vận hội mùa đông 2018, luật sư Duyên có nói đến một cái sự việc là chính Ivanka Trump cũng bị hỏi đến cái vấn đề súng ở ngay tại nước Mỹ. Thì Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi sự kiện này. Today on Face the Nation, anger and anguish following the Marjorie Stoneman Douglas High School shooting leads to a big push for tougher gun laws. Will this effort succeed where others have failed? We'll have the latest on the missed opportunities that could have saved lives or prevented last week's killing of 14 students and 3 adults.
Then we'll talk to two Florida lawmakers, Parkland area Democrat Ted Deutsch and Republican Brian Mast, an Afghanistan war veteran who says this shooting has changed his views. Will others in Congress follow? Quý vị đã biết là trong tuần vừa qua sau cái cuộc thảm sát tại trường trung học ở Parkland, Florida, thì ngay cả dân biểu của Florida họ cũng bị chia rẽ. Trong cái vấn đề giải pháp là từ Tổng thống Donald Trump, ông đề nghị, ông đưa ra có thể là giáo viên sẽ mang súng. Và hiện nay tới luật sư Duyên, Hiệp hội súng NRA đang bị tẩy chay. Và thật sự nước Mỹ của chúng ta có bị chia rẽ về vấn đề luật kiểm soát súng hay không? Thì trong những ngày cuối tuần, thưa quý vị, có thêm 3 công ty trong ngày thứ 6 vừa mới qua. Họ lên tiếng và họ cho rằng là họ sẽ chấm dứt những chương trình giảm giá đối với Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, trong khi xem xét về vấn đề đầu tư, rồi thỏa thuận, chia sẻ về vấn đề thương hiệu cũng như là những quan hệ khác với lại kỹ nghệ súng sau cái vụ thảm sát tại trường trung học ở Florida đã làm cho cái số người chết 17 người. Và một cái điều đặc biệt là hiện nay có rất nhiều cuộc vận động trên trang mạng nhắm vào những cái công ty có giảm giá cho thành viên của Hiệp hội súng NRA. Và trước đây thì được biết là thành viên của những cái member của cơ quan Hiệp hội súng NRA thường được những cái khoản ưu đãi trên trang mạng của những công ty đối tác và tổ chức vận động quyền sử dụng súng, từ đến vấn đề bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái câu lạc bộ, gọi là những câu lạc bộ cho VIP về vấn đề entertainment. Và trong những ngày cuối tuần vừa mới qua đây thôi, thưa quý vị, những công ty này họ lên tiếng là họ ngừng làm ăn với tổ chức NRA, khi mà cơ quan NRA vẫn lên tiếng tiếp tục chống cái vấn đề kiểm soát súng. Và đặc biệt qua cái sự việc này, luật sư Duyên cảm nhận như thế nào về sau cái sự việc thảm sát của Florida, tuổi trẻ, những học sinh, những sinh viên họ nhập cuộc, và những cái sự nhập cuộc này họ có thay đổi được vấn đề chính trị, xã hội và luật kiểm soát súng tại nước Mỹ hay không? Khi mà tôi nghe cái tin mà Lê Ngọc mới vừa nói rằng là các cái hãng họ bắt đầu họ cắt những cái liên quan tới với NRA đó, thì cái hội súng quốc gia lên tiếng các hãng này là một cái lũ hèn nhát. Thực tế thì cái sự cắt giảm của họ cũng không có làm hại gì cho chúng tôi hết, nhưng mà cho chứng tỏ là cái đợi những cái hãng đó rất là hèn nhát. Thì tôi ngược lại tôi nhìn đấy, tôi nói yes, cái thực tế là những cái sự tách rời đó không có làm hại gì cho members của NRA hết, nhưng mà nó là một cái statement, nó là một cái tuyên ngôn là bây giờ những cái hãng, những cái công ty đó họ có một cái quan điểm rõ ràng và họ chống lại NRA, và cái việc đó không phải là hèn nhát mà rất là can đảm. Thế nào gọi là hèn nhát? Hèn nhát là chúng ta thấy cái người mạnh, cái người đang cầm cái gươm lệnh, cái người đang có cái chức vụ địa vị cao cả mà chúng ta dù làm bậy chúng ta vẫn khen, chúng ta vẫn khuất phục, chúng ta vẫn cúi đầu, cái đó là hèn nhát. Còn cái người mà đứng chống lại một cái hội súng mà chuyên môn là coi sinh mạng người ra là không ra gì cả, có bao nhiêu tỷ phú là buôn bán vũ khí đứng đằng sau lưng mà người ta vẫn đứng chống lại, cho dù có thể là có hại tới cái business của người ta nữa, mà người ta muốn đứng về phía kẻ yếu, đứng về phía những người nạn nhân, đứng về những cái gia đình mà có con bị chết chóc, thì cái hành động đó đối với tôi là hành động can đảm chứ không phải là cái hành động hèn nhát. Còn câu hỏi của Lê Ngọc đó là những cái phong trào tuổi trẻ của các em như bây giờ nó đang xảy ra như thế nào, thì mới hôm thứ 6, thứ 7 gì đó, Lê Ngọc cũng đã loan báo cho chúng ta biết là các em mới vừa gọi là đứng lên thôi đã quyên góp được gần 4 triệu đô la, mà những cái tên tuổi như là Oprah, như là George Clooney, đó là những cái tên tuổi can đảm, không có care là muốn nói gì hết, họ vẫn tiếp tục họ vận động. Cho nên ngay bây giờ chúng ta đang thấy được cái sự thay đổi đó, là những cái người chính khách của Cộng Hòa càng lúc họ càng cho thấy rằng là họ tách rời cái quan điểm cũ rồi. Ngay cả bây giờ ông governor của Florida chẳng hạn, ông ra rất là nhiều cái biện pháp mà
Tôi tin là những biện pháp đó quốc hội của riêng tiểu bang Florida sẽ thay đổi. Chẳng hạn nói là dưới 21 tuổi thì bây giờ ông nói không có được mua súng nữa, rồi cấm bán những cái bump stock, tức là những cái chốt mà làm cho cây súng nó có thể bắn hàng loạt được đó, thì cái bump stock bây giờ cấm bán. Ông muốn là tiểu bang Florida bỏ riêng ra 450 triệu, không phải là để mua súng cho thầy giáo, nhưng mà 450 triệu đó là tăng cường những cái lực lượng cảnh sát ở các trường học để mà bảo vệ cho các em. Trong 450 triệu đó thì tăng cường để mà những cái kiến của những cái phòng học đó là trở là thành những cái loại kiến chắn đạn, còn cái cửa của phòng học là những cái cửa thép để mà lỡ có chuyện gì xảy ra đó, các em được ở bên trong cái phòng học của mình mà được kiến chắn đạn và được cửa thép thì sẽ chống lại được cái, nghĩa là sẽ giảm thiểu cái nguy hiểm, rồi thay khóa này nọ vân vân. Đó là những điều mà ông Rick Scott, ông governor của Florida, ông đã đưa ra ngày hôm qua thôi, mà bây giờ cái sự ủng hộ đó càng lúc càng gia tăng. Còn bây giờ mình nhìn lại bên chẳng hạn như là các governor nước khác chẳng hạn, các governor của các tiểu bang khác chẳng hạn, ông John Kasich cũng là của đảng Cộng Hòa ở Ohio, ông nói rằng là chúng ta không có take away cái súng của ai hết, không có lấy súng của ai, không có dẹp cái tu chính án số 2 gì giống như đài Fox nói hết đó, nhưng mà chúng ta chỉ dùng những cái common sense. Cái chữ common sense này chúng Lệ Ngọc với chúng tôi cũng thường xài hoài thôi, Ivanka cũng xài ở Nam Hàn. Thì cái common sense là làm thế nào cho nó hợp lý để mà bảo vệ trẻ em, bảo vệ tuổi trẻ của nước Mỹ. Rồi ông governor ở Michigan là ông Rick Snyder, ông nói là quá nhiều vụ mà thảm sát bằng súng, chúng ta phải dùng cái giải pháp hợp lý, cũng là common sense. Mà cái câu mà tôi thích nhất là của cái ông governor, ông Bill Haslam ở Tennessee đó. Ông nói là không có ai trả lời được cái câu này hết, là tại sao mà một thanh niên 20 tuổi rồi không được quyền mua một lon bia mà lại được mua những cái khẩu súng mà giết người hàng loạt như thế. Đó là những cái câu hỏi mà lẽ ra là phải đặt từ lâu rồi, bây giờ chính các ông governor của đảng Cộng Hòa cũng đã đặt lên. Cho nên chúng ta thấy rằng yes, cái phong trào của tuổi trẻ bây giờ đã có lên tiếng. Cho nên mặc dù là cái guồng máy, mà như tôi nói là cái guồng máy của cái đài mà What the Fox mà đang nói chuyện đó, cứ ra rã rồi chửi mấy cái tuổi trẻ, nói là tuổi trẻ này là đóng kịch, là giả hình vân vân. Mỗi một lần mà tôi nghe một cái lũ mà stupid mà bình luận của đài Fox mà nói chuyện, nó giống như tôi nghe những là Toàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc, hay là Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc, hay là Báo Nhân Dân của Việt Nam vậy đó. Bây giờ tôi phải nói là tôi có một cái khinh bỉ cho cái lũ bình luận như là Sean Hannity hay là Lou Dobbs của đài Fox. They don't know what the Fox are talking about. Cứ nói theo cái, và cái đó mới gọi là hèn nhát. Cái đó không phải là can đảm. Cái can đảm là những cái hãng đang chống lại cái hội súng, đang đứng về phía các em, đang muốn bảo vệ cái tuổi trẻ của nước Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Khi mà luật sư Duyên nói đến một cái sự hèn nhát và cái sự can đảm, thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào ở cái vai trò và cái vị trí của Tổng thống Donald Trump hiện nay, với cái sự lên tiếng của thế hệ học sinh, sinh viên, của thế hệ trẻ đòi hỏi thay đổi cái luật kiểm soát súng? Trước mắt chúng ta cũng đã thấy là Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã có một cái sự suy nghĩ, một cái sự thay đổi. Ông cũng lên tiếng là ông muốn sửa đổi để cho cái luật súng là phải trên 21 tuổi mới được mua súng. Rồi thì hiện nay ông cũng đang bị những người đã từng ủng hộ ông lên tiếng và cho rằng là Tổng thống Donald Trump, ông là một người hèn nhát, ông là một người phản bội. Trước đây ông đã từng được cơ quan NRA ủng hộ 30 triệu cho trong cái chiến dịch tranh cử của ông. Thành thử có phải là Tổng thống Donald Trump ông đang ở giữa hai cái làn đạn hay không, thưa luật sư Duyên? Thực sự cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump mà đứng giữa hai làn đạn đó là cái vị thế mà Tổng thống lựa từ đầu rồi. Mình là dân chủ, mình thấy dân chủ không ổn nữa, nhảy qua đảng Cộng Hòa, thì cái người như vậy là cái người mà theo tiếng Việt Nam mình gọi là mấy anh chàng mà gọi là năm trên năm dưới, hoặc là tám nóng 12 lạnh đó. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Những điều mà Tổng thống Donald Trump nói từ lúc tranh cử cho tới bây giờ, tôi xin lỗi, tôi không thể, không dám tin cái điều nào hết đó.
10 phần là hôm nay nóng ngày mai lạnh. Cái chuyện đó là cái chuyện kinh hoàng của một cái lãnh đạo mà chúng ta đang có bây giờ. Cho nên ngày hôm nay là nói rất là ngon lành. Ô, chúng tôi ủng hộ cái bill đó là cái bill of love, ủng hộ DACA. Ngày hôm sau nghe cái điều gì đó là dứt bỏ DACA chẳng hạn như vậy. Thì cái chuyện mà nói rằng là tổng thống có những cái ý kiến ngay bây giờ là đang muốn chuyển hướng, đang muốn cấm là 21 tuổi không mua súng. Cái đó là tổng thống nghe người ta nói như vậy thôi, nhưng mà tới chừng coi lại tivi thấy cái anh chàng Wayne LaPierre lên hùng hổ rồi là mạt sát những cái người khác hèn nhát, tổng thống có thể là sẽ thay đổi nữa. Cho nên khi với một người mà năm trên năm dưới, tám nóng 12 lạnh, tôi không có muốn nhận định về những cái suy nghĩ gì của tổng thống nữa hết á. Tôi viết chán luôn. Chỉ có một điều là tôi nhìn thấy cả một cái làn sóng của những cái người Cộng hòa bây giờ, họ đúng là can đảm đứng về phía nạn nhân, đứng về phía kẻ yếu, và mình tin vào cái làn sóng đó. Mà trong cái làn sóng mà gọi là mạnh như vậy đó, thì những cá nhân, cho dù là tổng thống hay là dân biểu hay là nghị sĩ, chúng ta những cái cá nhân đó cũng giống như là cái nút chai ở trên cái làn sóng vậy thôi. Yes, khi mà sóng đùa thì những cái nút chai nó vẫn nổi trên mặt, dòm thì cũng dễ thấy lắm, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái nút chai phế thải thôi. Khi mà làn sóng nó dập, nó over rồi đó, thì một cái trào lưu mới nó tốt đẹp hơn cho cái tuổi trẻ Mỹ nó sẽ xảy ra. Bây giờ nhìn lại nước Mỹ là cái nước mà nếu mà nói về trong những cái nước mà phát triển gọi là tự do dân chủ và chính trị tốt đó, thì nước Mỹ là cái nước duy nhất mà cái súng nằm ở trong tay của tư nhân nhiều đến như vậy, và cái tổn hại về sinh mạng nhiều người chết đó, Mỹ là đứng hàng đầu thế giới. 30.000 người đã chết vì những cái khẩu súng như thế, trong khi Nhật và Nam Hàn gần như là zero. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trước khi mà Lê Ngọc tiếp tục để mà gửi đến cho quý vị về những cái dự luật di trú, sự thay đổi gọi là không có được nhất quán của Tổng thống Donald Trump về những cái luật di trú và đặc biệt là cái chương trình DACA, thì một cái sự kiện mà nó phải nói là nó sôi nổi hơn, thưa luật sư Duyên, Lê Ngọc xin phép để được đưa ra, đó là trong cái ngày cuối tuần, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã công bố cái bản ghi nhớ memo từ phía bên đảng Dân Chủ, mà trước đây chúng ta đã biết là Tổng thống Donald Trump ông không cho phép để mà bên đảng Dân Chủ đưa ra cái memo này nhằm phản bác lại những cái cáo buộc của bên đảng Cộng hòa, cho rằng Bộ Điều tra Liên bang của Mỹ FBI đã lạm quyền trong cái cuộc điều tra nghi vấn là Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ của năm 2016 hay không. Và cái bản memo ghi nhớ này đã được công bố trong cuối tuần ngày thứ Bảy, khi mà Tòa Bạch Ốc chấm dứt những cái cuộc đàm phán với FBI và cả ông Adam Schiff là lãnh đạo cao cấp của bên đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về những gì mà cần chỉnh sửa lại trong văn kiện này, vì theo Tổng thống Donald Trump đó là những cái điều gây tổn hại cho cái vấn đề an ninh của nước Mỹ. Thì những cái sự phản bác trong cái memo này như thế nào, ảnh hưởng ra sao trong cái vấn đề là cái điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ trong năm 2016, thưa luật sư Di? Lê Ngọc và chúng tôi cũng đã nói với quý thính giả về cái memo của cái nhóm Devin Nunes của bên đảng Cộng hòa đưa ra. Thực sự Devin Nunes khi đưa ra cũng chỉ là một cái tay gọi là bồi chạy bàn cho Donald Trump thôi, và cái mục đích chính của cái văn thư của đảng Cộng hòa là để bôi nhọ cái uy tín của FBI, và nói bôi nhọ cái uy tín của FBI để mà làm đánh lạc hướng cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller. Thì lúc đó đảng Dân Chủ họ nói rằng là để họ trả lời, họ phản bác lại, thì bên phía bên Tổng thống Trump cấm không có đưa ra. Và Lệ Ngọc của chúng tôi cũng đã phân tích rồi, là làm như vậy là giống như mình đi ra tòa, người cáo buộc thì cứ cáo buộc, mà người mà gọi là đứng lên bào chữa thì không cho bào chữa vậy đó. Thì bây giờ bất chấp cái chuyện mà Tòa Bạch Ốc ngăn như thế nào, bên phía bên đảng Dân Chủ họ bôi xóa những cái thông tin mà gọi là nhạy cảm, nguy hiểm đó, thì bôi xóa nhưng mà họ release. Thì trong cái bản release của đảng Dân Chủ đó thì có những cái điểm sau đây mà chúng ta cần biết nè. Là thứ nhất là
Đảng Cộng Hòa trong cái văn thư của họ đó thì họ nói là FBI là sử dụng một cái dossier của ông Michael Steele, rồi mà những cái dossier đó là những là chứa những cái thông tin sai lạc để rồi dùng cái dossier đó mà theo dõi cái ông Carter Page. Thì cái văn bản này đưa ra những bằng chứng của Đảng Dân Chủ, nó đưa ra cho thấy rằng là thực sự FBI yes có sử dụng một phần rất nhỏ trong cái dossier của Michael Steele, nhưng mà lại có những cái nguồn tin khác mạnh hơn, rõ hơn và cho thấy rằng là nó là cái phần tin trong cái dossier đó nó là phần tin đúng chứ không phải là tin nhảm. Còn thứ hai, trong cái văn thư của Đảng Cộng Hòa đó thì họ nói rằng là tòa bị lừa dối là tại vì khi mà những cái người mà xin cái track để mà theo dõi ông Carter Page á thì không có nói rõ là cái nguồn tài trợ là do phía dân chủ, rồi còn do phía nữa là có thể là có cái ý đồ chính trị, nên có lừa gạt mấy ông quan tòa cho nên mấy ông quan tòa mới ký. Thì trong cái văn bản của Đảng Dân Chủ họ nói rất là rõ ràng là khi mà FBI xin tòa để mà theo dõi Carter Page đã nói rõ ràng rằng là ông Michael Steele ổng đã được chi trả bởi những người có khuynh hướng là không có ủng hộ ứng cử viên Donald Trump, có nghĩa là người ta không có giấu tòa gì cả. Rồi cái thứ ba, chẳng hạn như nói là FBI là sử dụng một cái bài báo trên Yahoo để mà lấy cớ điều tra Carter Page, cái văn bản trả lời cho thấy là không, cái bài báo Yahoo yes cũng là yes cũng là một cái bài báo của Yahoo, nhưng mà FBI họ và Bộ Tư pháp họ sử dụng nhiều cái nguồn tin khác. Rồi chẳng hạn bên trong cái văn thư của Đảng Cộng Hòa đó thì nói rằng là các quan tòa mà chấp đơn để mà điều tra Carter Page hình như là có thiên kiến về chính trị. Thì trong cái văn bản của Democrat họ trả lời rằng là tất cả những quan tòa mà chấp đơn để cho FBI theo dõi ông Carter Page toàn là những cái người của Đảng Cộng Hòa và do những tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm mà thôi. Rồi trở lại cuối cùng là nói rằng là cho rằng là cuộc điều tra thì chỉ có tính cách cho chính trị, điều tra Carter Page là chính trị chứ hoàn toàn không có những cái thông tin tình báo gì mà gọi là hữu ích hết. Thì về phần này bên phía cái văn thư của bên Dân Chủ đó họ đưa ra, họ cho thấy là những cái thông tin tình báo mà lấy được từ cái cuộc điều tra Carter Page đó, nó chứa những cái thông tin rất là quan trọng, mà nó quan trọng đến mức độ mà trước khi họ release họ phải redact, có nghĩa là họ phải xóa đi. Mình nói nhiều điểm như vậy để mình cho thấy rằng là sau khi cái bản văn thư của phía Dân Chủ mà đưa ra đó thì mình không có nghe ồn ào nhiều nữa, là tại vì những cái loa ồn ào của cái đài Fox mà hồi mà Sean Hannity mà nổ về cái chuyện mà cái văn bản của Đảng Cộng Hòa mà chính tôi với Lê Ngọc cũng nói đây là đồ dỏm đó, thì bây giờ cái đồ thiệt xảy ra thì họ set the Fox up, họ không có nói nữa. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và về cái chương trình di trú, đặc biệt là cái chương trình DACA, thưa luật sư Duyên, thì một cái tin mà Lê Ngọc nhận được đó là vào hôm thứ Năm vừa mới qua đây thôi, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một loạt những cái dự luật nhắm vào cái thành phần đang được sự bảo vệ của chương trình DACA. Thành thử cái điều này khiến cho cái tương lai của cái số người mà chúng ta thường nhắc đến là 1.800.000 người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ, tiếp tục vẫn chưa biết là họ sẽ đi về đâu, vì Thượng viện đã không đạt được cái số phiếu cần thiết là 60 để đưa ra 4 cái dự luật ra thảo luận, gồm cả một cái dự luật được sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, cũng như là một dự luật có sự hậu thuẫn của lưỡng đảng, cả Dân Chủ và Cộng Hòa, coi như là có nhiều cơ hội được thông qua hơn cả. Nhưng mà cho đến nay thì chúng ta cũng vẫn chưa biết được là cái kết quả nó như thế nào. Và từ cái sự việc này đó, thưa luật sư Duyên, cũng trong tuần vừa mới qua thì phải nói đến cái cơ quan di trú Mỹ mà có một cái sự thay đổi mà người ta cho rằng đó là một cái sự không phải là một cái sự bất ngờ, vì hơn một năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì thế giới và ngay cả những người di trú trong cái chương trình di trú đến nước Mỹ họ cũng đã cảm nhận được điều này, vì một cái sự tuyên bố mà người ta nói hoàn toàn thay đổi ở cái cơ quan di trú Mỹ, vì cơ quan USCIS chuyên giải quyết về những cái đơn xin về thường trú và nhập quốc tịch Mỹ, trong tuần này họ đã nhắc tới một cái điều là có thể nước Mỹ sẽ không phải là một quốc gia
của người nhập cư nữa. Trong cái sứ mệnh của cái cơ quan USCIS, vì trước đây Lê Ngọc xin đọc những cái sự việc mà USCIS trước đây họ viết, họ nói cơ quan của họ là một cơ quan bảo tồn cam kết của Hoa Kỳ là một quốc gia của người nhập cư bằng việc cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho khách hàng của cơ quan USCIS, cấp những phúc lợi về vấn đề di trú và quốc tịch, nâng cao nhận thức và hiểu biết về quốc tịch và bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống di trú của nước Mỹ, của Hoa Kỳ. Nhưng trong tuần vừa mới qua thì USCIS đã chỉnh sửa, và giờ đây thì những cái dòng chữ mà quý vị sẽ thấy đó là Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ quản lý hệ thống di trú hợp pháp của quốc gia, bảo vệ sự toàn vẹn và lời cam kết bằng việc xét duyệt một cách hữu hiệu và công bằng những yêu cầu về phúc lợi di trú, trong khi bảo vệ người Mỹ, bảo vệ quê hương và tôn trọng các giá trị của chúng ta. Thành thử có những cái nhận định họ cho rằng có thể bây giờ cơ quan di trú Mỹ không còn được gọi Mỹ là quốc gia của người nhập cư. Luật sư Duyên nghĩ như thế nào? Thực sự đây cũng chỉ là những cái phân tích về ngôn từ thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lịch sử của nước Mỹ, thì nước Mỹ trong những cái thời mà lập quốc cho tới gọi là cách đây vài chục năm đó, thì nước Mỹ lớn mạnh nhờ cái người nhập cư, nhờ cái người immigrants. Cho nên khi mà nói cái mission statement, nó là chúng ta là quốc gia của những người nhập cư, đó là một cái statement, một cái tuyên bố để mà ghi nhận rằng là nước Mỹ này không có riêng ai đó, không phải là của da trắng không hay là da đen, da vàng gì hết đó, mà những người nhập cư, quý vị từ khắp nơi trên thế giới, quý vị đến cái đất nước này, đến cái mảnh đất này thì nhận nơi này là tổ quốc, là nơi này là quê hương, và quý vị sẽ được gọi là đóng góp làm cho nước Mỹ này trở thành ra cái nước càng ngày giàu mạnh hơn. Thì cái đó là cái ứng dụng cho cái thời đó. Còn bây giờ trước một cái crisis, một cái vấn nạn về di trú mà đang xảy ra bây giờ, thì người ta sửa ngôn từ một chút xíu. Nước Mỹ không còn là cái quốc gia của những người nhập cư nữa, nhưng mà vẫn nói lên rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ cái luật di trú của Mỹ. Cho nên cái shift về ngôn từ đó, cái sự chuyển về ngôn từ, nhiều người thì cho đó là quan trọng, nhưng mà tôi thì tôi cho đó cũng là chỉ một cách sử dụng ngôn từ thôi, không có cái gì quan trọng hết. Cái quan trọng là bây giờ nếu mà chúng ta hiểu là 12 triệu người, như anh em chúng tôi vẫn nói đó, không có cách nào mà quét hết 12 triệu người ra để cho sạch nước Mỹ hết đó, không có. Thì vậy thì trong những cái sàng lọc, những cái lựa đó, thì cái nhóm DACA là cái nhóm mà đáng được ở lại nhất. Theo tôi thì nên cho họ đi ra ánh sáng, họ đi làm để họ đóng thuế, là bởi vì mình không đuổi được họ mà mình vẫn để cho họ gọi là sống vất vơ vất vưởng đó. Chúng ta mất cái quyền lợi, những người đó vô nhà thương, chúng ta vẫn phải trả tiền mà chúng ta không lấy được thuế, chỉ có thế thôi. Làm sao mà dẹp được cả 12 triệu người, quét được 12 triệu người, hay là những cái người mà ở Nigeria chẳng hạn, nó impossible. Vậy thì tôi mong rằng những cái chính trị gia ngồi xuống rồi nhìn lại, thấy cái nhu cầu về di dân của nước Mỹ như thế nào, rồi dùng cái common sense, dùng cái trí thông minh của mình để ra những cái luật, chứ không phải là Mỹ dân cứ muốn làm cho người ta nghe cho đã cái lỗ tai thì nói ra cái điều là cứng rắn với di dân. Chúng ta làm được cái chừng mực nào thì chúng ta chỉ làm cái chừng mực đó mà thôi. Cho nên cái sự thay đổi về ngôn từ không quan trọng lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Riêng một cái sự việc đó, thưa quý vị, bên đảng Dân Chủ và đặc biệt là lời lên tiếng của Thượng nghị sĩ Dick Durbin, ông này là thành viên đảng Dân Chủ cao cấp thứ hai ở Thượng viện, thì ông đã đáp trả lại và ông cho rằng là chính quyền của Trump có thể thay đổi một tuyên bố sứ mệnh, nhưng họ không thể nào thay đổi được lịch sử của chúng ta, của nước Mỹ, và chúng ta sẽ không để cho họ thay đổi tương lai của nước Mỹ, của chúng ta. Nước Mỹ, chúng ta vẫn và sẽ luôn là một quốc gia của những người nhập cư. Quý vị thấy được hai cái chính sách hoàn toàn khác giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Và trước khi mà tạm biệt với luật sư Duyên thì Lê Ngọc lại vừa mới thấy một cái sự việc mà nó cũng hơi gọi là Lê Ngọc vừa mới thấy qua, thưa luật sư Duyên. Luật sư Duyên, không biết luật sư Duyên có ghi nhận được vấn đề này không, là về vấn đề Trump Tower Problem in Panama. Sự việc gì đang xảy ra ở Panama cho Trump Tower, thưa luật sư Duyên?
Thực sự ra thì những cái công cuộc mà kinh doanh về địa ốc của Tổng thống Trump ở các nước bây giờ càng lúc càng gặp khó khăn. Thì cái chuyện mà ở Panama nó xảy ra là như thế này, là người ta bỏ tiền vào, người ta xây cái Trump Tower, rồi bên phía bên tổ chức gọi là Trump Organization đó thì họ chỉ giữ khoảng 40-45% đó, nhưng mà họ trong cái contract họ dành cái quyền họ kiểm soát cái vấn đề điều hành. Thì tới bây giờ tại cái Trump Tower ở Panama đó thì không có khách tới để mà mướn phòng, rồi cái tất cả những cái tài sản nó bắt đầu nó với thời gian nó xuống cấp, nó cần phải maintenance. Thì vì cái điều hành mà gọi là không có sáng suốt đó, cho nên những nhà đầu tư bây giờ họ thấy là cái đồng tiền họ bỏ vô càng lúc càng mất, cho nên cái nhóm mà đa số ở Panama đó họ mới xin lệnh tòa để họ vào, họ take over, họ nói là họ không muốn là cái tổ chức Trump điều hành cái khách sạn đó nữa, là bởi vì họ đang lỗ, tiền của họ giống như là mất giá, tiền của họ mất đi mỗi ngày. Và nó xảy ra một cái cuộc đấu đá về pháp lý ở Panama mà ngay cho tới giờ phút anh em chúng tôi đang nói chuyện thì cái ngã ngũ nó cũng chưa có ra như thế nào hết. Nhưng mà cái nhóm mà gọi là đầu tư vào cái Trump Tower đó bây giờ họ muốn tống cái nhóm Trump ra để họ take over, họ cứu vãn cái đồng tiền của họ. Đó là cái chuyện xảy ra. Nhưng mà cái những cái cuộc công cuộc đầu tư với gia đình Tổng thống Trump không phải là chỉ xảy ra ở Panama. Chúng ta nhớ là cỡ cái thủ đô Rio de Janeiro của Brazil cũng đã xảy ra một cái chuyện tương tự. Rồi Trump Tower ở Toronto, rồi ngay cả ở nước Mỹ này, cái Soho ở cái vùng Manhattan, Soho ở New York cũng bị những cái vấn đề tương tự như vậy. Cho nên cái cách làm ăn mà nó không có rõ ràng như vậy thì lần lần nó sẽ ảnh hưởng tới cái tài sản của cái đại công ty Donald Trump. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc, cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã đến trên làn sóng của NVR. Và thưa quý vị, những bản tin Morning News của đài NVR đã được sự bảo trợ chính thức của văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và như quý vị cũng thường biết là luật sư Duyên, ông vẫn hành nghề tại San Jose, và luật sư Duyên chuyên trong các lĩnh vực về vấn đề di trú, hình sự và tố tụng dân sự. Thành thử quý vị với những cái dịch vụ này, khi mà quý vị cần đến, quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở số điện thoại 408-528-7668, 408-528-7668. Cảm ơn luật sư Duyên và hẹn gặp lại vào lần tới. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại lần tới.